báo cáo sớm cho cầu thủ Quỳnh đây. Sáng ra cá đã ăn rồi nhá. Anh về anh xúc cho anh. Và chục cân đấy anh ạ. Thế vừa em đi qua đây bảo là cho cá đi ăn đi thì thả cá đi ăn đi. Thời tiết xe xe cũng lạnh rồi. Thời tiết này rất thích hợp với đi ăn đi ăn nhé. Vẫn chưa chịu. Để tao vào thôi. Quang sử bong cho 50k. Chết thật. Ây à, chân hình nhắn có người nhắn bong cho 50k. Quánh trúng mũi kìa. Mũi lưỡi đông mũi không? Có một lưỡi đông không? Anh thả dậy rồi. Mũi tìm mũi trên. Mỗi mũi trên nhỉ. Em có kìm đây. Ôi nghe được rồi. Nó anh đoán con này đầu mấy rồi anh ơi. Anh ngắn rồi nào. Nào. Nó to nhá. 13, 12. Nó to đấy. Nó to này. Nó 12 cân đấy. Vâng. Đây để em về ông cầm ra thì chào các cụ nhé và hẹn các cụ trong video tiếp theo nhé.